Phiên họp sáng nay diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hun Samrin cùng sự có mặt của 97 thành viên Quốc hội Campuchia. Các đại biểu thảo luận và xem xét thông qua 3 dự thảo luật gồm dự thảo luật thuế, dự thảo luật mua sắm công và dự thảo luật phê chuẩn Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là những dự luật đã được Hội đồng Bộ trưởng Campuchia thông qua trong phiên họp toàn thể của Hội đồng ngày 31 tháng 3 năm 2023. Trong đó, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia được ký kết tại Phnom Penh ngày 8 tháng 11 năm 2022 nhân chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Hiệp định là khuôn khổ pháp lý quan trọng để hai nước quản lý và phát triển mậu dịch biên giới, vốn đang là thế mạnh trong quan hệ hai nước. Xét trên tổng khối lượng buôn bán hai chiều, Việt Nam là thị trường quan trọng thứ ba của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ. Việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia luôn được lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước coi trọng. Trong đó, ưu tiên đẩy mạnh quan hệ hợp tác, trao đổi thương mại, phát triển kinh tế xã hội trên tuyến biên giới chung, trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.